Vụ bác sĩ khoa rút ống thở của mẹ cứu sản phụ song sinh. Chủ nhân bức ảnh. Cặp sinh đôi tiết lộ về thời điểm chính xác. Trợ lý của bác sĩ Cao Hữu Thịnh cho biết đây là ảnh chụp sau ca mổ của bác sĩ Thịnh và không rõ việc cắt ghép này nhằm mục đích gì. Suốt từ đêm ngày 7 tháng 8, câu chuyện về bác sĩ khoa rút máy thở của mẹ nhường sự sống cho sản phụ sinh đôi được lan truyền khắp các mạng xã hội. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí vào sáng ngày 8 tháng 8, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh thông tin này. Chia sẻ, đơn vị đang xác minh về những thông tin đã đăng tải trên Facebook. Nội dung được xác minh chủ yếu về thông tin bác sĩ khoa đã rút ống thở của mẹ mình. Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho hay. Bên cạnh đó, trợ lý của bác sĩ Cao Hữu Thịnh từng công tác tại bệnh viện Từ Dũ xác nhận hình ảnh hai bé sơ sinh trong bài đăng liên quan đến câu chuyện trên là của mình. Được các đồng nghiệp chụp sau ca mổ do bác sĩ Thịnh thực hiện tại bệnh viện An Sinh trong thời gian gần đây, không rõ vì lý do gì đã bị gán ghép vào một nội dung không có thật. Khi báo Tuổi Trẻ liên lạc, bác sĩ Thịnh đang trong phòng mổ lên ủy quyền cho trợ lý trả lời như sau. Đây là hành vi lừa đảo, việc sử dụng hình ảnh không xin phép vào một mục đích như trên là vi phạm pháp luật. Trong lúc dịch bệnh khó khăn, lực lượng y bác sĩ và trong ngành y tế đang rất vất vả chống dịch, không thể chấp nhận được hành vi lừa đảo nêu trên. Đề nghị các cơ quan chức năng xác minh xử lý nghiêm vụ việc này. Cũng trong sáng nay trao đổi với báo chí, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định không có bác sĩ nào tên khoa và bệnh viện Chợ Rẫy cũng không có khoa sản. Chia sẻ, ở bệnh viện hồi sức COVID-19 tại thành phố Thủ Đức qua rà soát cũng không có trường hợp nào như thông tin phản ánh, không có ai rút ống thở của mẹ để cứu sản phụ cả, bác sĩ Thức lên tiếng. Theo bác sĩ Thức, đến nay Việt Nam chưa có luật cho bác sĩ hoặc người thân tự rút ống thở của bệnh nhân. Nếu rút ống thở phải thông qua hội đồng chuyên môn quyết định, nhưng điều này chưa có quy định ở Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.